Vâng, xin chào tất cả các bác, anh chị em. Em Ngọc Quang Bắc Giang vừa cho anh em khui hàng, bóc hàng, các bác thấy xốp. Đấy, hôm qua cái đống em để ở đây này. Đấy, xít 20 chiếc các bác nhé. Gần 20 chiếc âm ly HS2, HS5. Vâng, rất đẹp các bạn. Hàng nguyên bản, chưa động chạm gì. Sau em sẽ cho anh em lau dọn, để chưa cả tháo nhé các bác nhé. Chưa cả tháo ốc, nhưng mà tất cả vẫn phải tháo ra. Vì hàng này đã qua sử dụng và bên trong nó sẽ bụi lắm các bạn. Bên em sẽ cho anh em tháo hết ra. Tháo hết ra. Đấy, tháo hết nha, bóc hết ra, tháo hết, vệ sinh cho các bác, lau hết bằng keo rồi test kiểm tra kỹ. Đấy, chọn đẹp cho các bác. Còn cái nào lỗi, cái nào xấu, hỏng em sẽ thanh lý sau các bác ạ. Đấy, ví dụ như những có những cái nó vỡ này. Vỡ thì mất 1-2 cái thôi các bạn. Có cái nó thiếu lút. Đấy, có cái nó thiếu lút 1-2 cái thôi. Đấy, sau em sẽ dồn vào thành một cái lỗi chẳng hạn, xấu chẳng hạn, em sẽ thanh lý. Nhưng mà hàng là em cam đoan toàn là hàng đẹp thôi. Vì em nhập hàng là được tuyển chọn. Đây là do vận chuyển về nó bị vỡ lút, mất 1-2 cái thôi các bác ạ. Đấy, rồi nó xước sát một chút. Đấy, còn rất là đẹp. Với cái mã sản phẩm HS2 này, bên em đang bán với giá rất là tốt là 3,8 triệu một chiếc các bác nhá. Gọi là đẩy liền vang hay còn gọi là âm ly cũng được. Với cái mã HS2, công suất của nó rất là khỏe để các bác dùng gia đình. Có thể dùng hai cặp loa 25 đánh ok các bác nhá. Hai cặp loa 25 trên con đẩy liền vang này. Con này nó là dạng công suất khỏe và rất là lành các bác. Nói chung là các bác dùng cái này thì kể cả lỗi lầm hỏng hóc thì rất dễ sửa chữa. Đấy, và đặc biệt hơn nữa là cái con này vàng nó rất là hay, rất tuyệt vời các bạn. Còn các bác mệnh danh nó đẩy liền vàng hay nhất và dễ dùng nhất các bạn. Dễ dùng nhất. Các bác có thể phối ghép như thế như sau. Một con này các bác phối ghép với một cặp loa bô và một cặp loa BB325. Một cặp loa bô 301 chẳng hạn, bất kỳ 301 C2 trơn 345 chẳng hạn. Hoặc hai cặp loa bốt cũng được, hoặc một cặp loa bốt và một cặp loa B. Đấy, thì các bác nghe hát rất là hay, giá rất là yêu thương. Ngọc Quang Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em vừa cập bến được gần 20 chiếc để bổ sung thêm vào nhé các bác nhé. Bổ sung thêm vào kho hàng. Đấy, bác Bình vừa bóc ra vẫn còn ngổn ngang dây bộ bao này, rồi thì xốp này các bác nhá. Cảm ơn các bác một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.